dự án cao tốc nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng có chiều dài gần 20 km, tổng mức đầu tư trên 6.400 tỷ đồng. Đây là dự án cao tốc đầu tiên trong cả nước được chính phủ tin tưởng giao cho một địa phương là tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện. Trên cơ sở sự đồng ý của chính phủ, tỉnh Quảng Ninh đã tiết kiệm chi mỗi năm 1.000 tỷ đồng và phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để triển khai thực hiện. Cùng với dự án cao tốc nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh cũng đã linh hoạt, chủ động trong việc huy động các nguồn lực ngoài xã hội trong việc triển khai dự án cầu Bạch Đằng, được đầu tư theo hình thức BOT. Tổng mức đầu tư trên 7.200 tỷ đồng, dự án cầu Bạch Đằng là một trong những công trình kiểu mẫu của ngành giao thông vận tải Việt Nam hiện nay. Khi mà hình thành con đường cao tốc này, về cái phát triển của nhân dân ở trong khu vực này phải nói là rất nhanh, mà bà con rất phấn khởi. Vì cái chỗ là có con đường này, về cái giao lưu về kinh tế hoặc là giao lưu về văn hóa nó thuận tiện và đồng thời nó rút ngắn những thời gian quay đi lại của nhân dân trong vùng. Đường cao tốc này đánh giá này chung là nhân dân người ta rất là phấn khởi, đánh giá là cái điều đó là điều tốt nhất cho nhân dân ở cái khu vực này, và người ta có hướng được là một cái đời sống của nhân dân nó phát triển lâu dài. Khi con đường hoàn thành thì đã thu hút được nhiều nhà đầu tư vào xã Quảng Yên, tạo công an việc làm cho con em công nhân ở trên địa bàn thị xã Quảng Yên. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội của Quảng Ninh nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nói chung. Đồng thời, rút ngắn thời gian đi ô tô từ Hạ Long đến Hà Nội từ 3 tiếng rưỡi xuống còn 1 tiếng rưỡi. Chủ trương của tỉnh trong mấy năm gần đây về đường xá cũng như là cảng biển cũng như sân bay mấy năm gần đây phát triển rất tốt, rất mạnh. Thì có những cái chủ trương đường và sân bay và cảng biển thì nền kinh tế Quảng Ninh chúng ta phát triển mới mạnh được. Cùng với tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn cũng đang gấp rút thi công những công việc cuối cùng. Đối với dự án cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, ngày hôm qua 11 tháng 7, tại đây đã đón chuyến bay đầu tiên thực hiện nhiệm vụ hiệu chuẩn trước khi chính thức đưa vào khai thác cuối năm nay, tạo điều kiện thuận lợi để Quảng Ninh phát triển đột phá về kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân sẽ không ngừng được nâng cao.